Vâng, xin chào toàn thể quý chị đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên Lợi xin gửi đến toàn thể quý chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Tiếp tục hôm nay chủ nhật, em Lợi lại về một cái sản phẩm với cái tài chính tầm tiền 380 triệu quý chị nhá. Một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger, sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017, số sàn một cầu XLS. Và chiếc xe này thì bên em Lợi có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Và toàn bộ anh em nào quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều. Các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, ngay đối diện bến xe Nghĩa, hoặc các bác có thể qua gọi liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Và sau đây em Lợi sẽ quay vào tổng thể từ khung gầm, nội ngoại thất cho quý chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Xe được trang bị nước sơn màu xanh. Nắp thùng của chiếc xe là nắp thùng thấp, kính đèn thì đều được dán phim cách nhiệt, và toàn bộ xe thì lốp láp rất là đều và đẹp nhé. Từ các đèn pha, mặt ca lăng của chiếc xe là được độ lên mặt ca lăng mạ chrome của phiên bản XLT. Đấy, cabo của chiếc xe là cabo rất là đều và đẹp. Toàn bộ đồng sơn bên lái, bên phụ này theo thời gian nó cực kỳ mới, và tất cả các phần kính đèn thì không bị rạn nứt. Xe đèn pha cực kỳ mới này, tháng 9 năm 2024 đăng kiểm nhá quý anh chị nhá. Toàn bộ các cái phần liên sườn này, bậc lên xuống này, đấy, xin nhan trên gương và toàn bộ lốp láp này đều rất đẹp nhá. Bướm gầm phía trước đây, anh em nhìn các cái phần đồng sắt xi này, khung gầm, bướm gầm phía trước đây khá là đều và mới. Đấy, với cái tài chính tầm tiền 380 triệu chiếc Ford Ranger XLS số sàn một cầu máy dầu màu xanh, và toàn bộ xe thì bên em Lợi có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đèn hậu của chiếc xe này, cản sau của chiếc xe đây còn khá là đều và đẹp, khung gầm lốp láp này, này mới và đẹp nhé. Tất cả các cái phần cổ bô cổ xả của chiếc xe đều nguyên zin, cản sau của chiếc xe cũng đều rất là đẹp nhé. Đấy, đây là cái phần đèn hậu hai bên, cả đồng sơn bên lái, bên phụ, phía sau đều màu theo thời gian. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Anh em nào quan tâm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi để được chạy thử trải nghiệm các sản phẩm nhé. Về sản phẩm thì bên em Lợi tập trung làm cái dòng xe bán tải là nhiều. Đấy, toàn bộ các cái phần máy là máy 2.2 này. Đấy, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, từ cột kèo, tắp ly, kính cử chỉ này, gioăng chống ồn đều xịn. Xe được trang bị nội thất ghế da hai màu. Đấy, và trần của chiếc xe là trần ý nguyên bản từ đầu, tại sàn da, bậc lên xuống ốc cột là zin này và nguyên bản nhá. Tắp ly cánh cửa này, keo chỉ zin hết. Toàn bộ các cái phần chỉ cánh cửa trước sau này đều nguyên zin, và xe thì kính của hãng Ford đều có số 6 theo năm sản xuất 2016, bậc lên xuống ốc cột này. Này, gioăng này, đến nội thất ghế trước sau, bên lái, bên phụ đều rất đẹp nhá. Vô lăng của chiếc xe này, toàn bộ tích hợp vô lăng đầy đủ hết. Đấy, khâu da thì nguyên zin. Toàn bộ tắp ly, tắp lô này đều rất mới, trần phào. Xe bên em Lợi vừa lấy về quay mộc cho quý chị nhá. Audio hiện tại là đang 9.9 này. Tất cả các cái ốc cánh cửa này bao zin, trải sàn da. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý chị nhá. Toàn bộ xe thì đời cao. Đấy, bên em tập trung làm vào cái dòng xe đời cao, đi ổn định. Đây là cái sàn thùng của chiếc xe này, hai bên sàn thùng đều không chở hàng nặng nhé. Thêm nắp thùng thấp này, đinh bấm, đinh dập là nguyên zin. Các cái phần mép chỉ này, mép chỉ cốp, đinh bấm, đinh dập này còn đều rất là đẹp nhé. Hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây, keo chỉ zin này,
Táp lô, táp ly còn khá là mới và đẹp. Chiếc Ford Ranger đời 2016, lăn bánh lần đầu 2017, số sàn một cầu máy dầu màu xanh, giá đang chào bán là 385 triệu nha anh chị em ơi, có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Cho quý chị nào mà có nhu cầu phải qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Toàn bộ các cái phần ốc này, cột này, bậc lên xuống này, trải sàn da này, nội thất này, ghế này. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhé. Đây, toàn bộ các cái phần khoang động cơ của chiếc xe này, cổ bô, cổ xả này, đấy, đều zin. Và xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2, máy số là bao zin nguyên bản. Đây, toàn bộ các phần khoang động cơ máy rất đẹp nhé. Máy em đợi chưa dọn đâu. Máy đang còn nguyên zin, tem mác đầy đủ hết đây. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhé. Máy nổ rất là êm, là quý anh chị là một khối động cơ không có công tắc gì. Anh em có thể nghe được nhé. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2016, số sàn một cầu máy dầu XLS, xe đăng ký lần đầu 2017, xe đang chào bán với giá là 380 triệu. Bác nào quan tâm thì liên hệ với Lợi nhé. Lợi xin chào tạm biệt quý chị các bạn trong video gần nhất. Sau đây em sẽ chạy thử trải nghiệm với chiếc xe cho quý chị xem nhé. Đây, toàn bộ xe em khởi động rồi. Chạy thử trải nghiệm cái chiếc xe này thì đời 2016 thì chưa lên tay lái chưa được dầu. Đấy. Xe đi chuyển động trong khu đô thị đây. Tốc độ này là tốc độ 20 này. Với máy dầu thì tăng tốc thì nó cũng không được bốc như máy xăng. Nhưng mà toàn bộ xe thì chuyển động cực kỳ êm ái đó quý chị ạ. Khung gầm của chiếc xe thì chạy khá là đầm và chắc. Xe nhập nguyên chiếc thì độ cách âm của chiếc xe cũng khá là tốt đấy quý chị ạ. Quý khách hàng nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi nhá, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và anh chị em cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi nút màu đỏ thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Đấy, toàn bộ xe tay lái nó không bị nhào lái nha quý chị nhá. Mặc dù là ở cái khung đường này thì người đi lại cũng khá là đông, nhưng mà em đi chỉ được ở cái tốc độ tầm 6-70 thì cảm thấy nó khá là ổn định. Đấy. Khung gầm vào các cái phần đường mấp mô, ổ gà, ổ voi thì không có tiếng kêu. Đấy. Khung gầm rất chắc. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video một chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017, số sàn một cầu XLS màu xanh, giá đang chào bán là 380 triệu. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn, và em Lợi xin kính chúc toàn thể quý anh chị các bạn một ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần bên gia đình vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.